Đêm bán kết 2 của kỳ hát cùng iTangle sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm 14 tháng 7 năm 2022. Các thí sinh trong đêm thi này sẽ phải cạnh tranh nhau được có một chỗ trong đêm chung kết. Mỗi người có một phong cách trình diễn, một chất giọng khác nhau, chắc chắn sẽ đem đến cho khán giả một đêm thi thật hào hứng. 8 giờ ngày thứ Năm 14 tháng 7 năm 2022, xem trực tiếp tại iTangle Restaurant hoặc livestream trên kênh YouTube của iTangle TV. Trân trọng kính mời. Chương trình hát cùng iTangle xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các doanh nghiệp và cá nhân đã cùng đồng hành và bảo trợ cho chương trình của chúng tôi. Cảm ơn thương hiệu Vua Bánh Bao với hơn 10 loại nhân bánh và sự kết hợp độc đáo của hương liệu vào loại bột thượng hạng đã tạo ra những chiếc bánh bao siêu ngon và siêu hấp dẫn. Bô Sa Món Ngon Ba Miền, doanh nghiệp chuyên dịch vụ ship xuyên bang tất cả các món ăn truyền thống của Việt Nam. Đến đây, quý vị sẽ tìm lại được những món ăn Việt Nam thật ngon, thật hấp dẫn và mang đầy kỷ niệm hương vị của quê nhà. Cảm ơn cà phê nhớ đến từ Los Angeles. Từ Houston, xin được cảm ơn Angel Beer Club, nơi gặp gỡ vui chơi rất nhộn nhịp và thú vị với nhiều chương trình ca nhạc, DJ hấp dẫn. Một trong những club được quý khách yêu thích nhất tại Houston. Xin cảm ơn Villa Ngự Bình 2, tọa lạc ngay khu thương mại sầm uất của thành phố Fountain Valley với không gian thoáng mát và nhiều món ăn Huế độc đáo hấp dẫn làm say lòng thực khách khi đến với Villa. Tân Cảng Seafood, một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất quận Cam với món tôm hùm danh bất hư truyền. Quý vị nên một lần ghé qua để thưởng thức. Xin cảm ơn công ty thực phẩm chức năng Maslife của bác sĩ Trần Hùng Phong và CEO Trang Đinh với nhiều loại thực phẩm chức năng hỗ trợ và cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể giúp chúng ta khỏe và đẹp hơn mỗi ngày. LG Entertainment, nơi thực hiện nhiều chương trình ca nhạc hấp dẫn với những ngôi sao ca nhạc hàng đầu của Việt Nam và hải ngoại, biểu diễn khắp các casino trên toàn nước Mỹ. Văn phòng luật sư Harry Hoàng, nơi uy tín, tin cậy, luôn hỗ trợ và giúp đỡ tận tình những thủ tục pháp lý cho cộng đồng người Việt tại quận Cam. Cảm ơn sự bảo trợ của Golden Alcohol Group, Trầm Hương Nguyễn, nơi cung cấp những sản phẩm chất lượng, uy tín về trầm hương, mang lại vẻ đẹp thời trang và có giá trị về phong thủy cho mọi người. Viễn Đông Cargo, một trong những công ty vận chuyển hàng hóa về Việt Nam với nhiều dịch vụ tiện ích, thuận lợi và nhanh chóng, luôn làm hài lòng quý khách hàng khắp gần xa. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn ủng hộ và theo dõi chương trình.